Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một chữ cái L cho bé. Đầu tiên các bạn làm cho mình một dây móc xích gồm 19 mũi bính. Mũi bính thứ nhất, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sau đó các bạn quay lại móc vào cái chân len thứ hai này giùm mình. Mỗi chân len một mũi đơn. Như vậy chúng ta sẽ có hàng thứ nhất là 18 mũi đơn. 1, 2, 3, 4. Các bạn thực hiện cho đến cuối cái hàng này giùm mình. Sau khi xong cái hàng thứ nhất, các bạn quay lại móc lên giùm mình một bính. Và mỗi chân len phía dưới chúng ta cũng móc một mũi đơn. Như vậy hàng thứ hai chúng ta cũng có tổng cộng là 18 mũi đơn giùm mình. 2, 3, 4, 5. Các bạn làm cho đến cuối hàng giùm mình. Sau khi các bạn móc xong hàng thứ hai, các bạn quay lại móc lên giùm mình một bính và móc giùm mình 15 mũi đơn và 15 chân len kế tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chân lên cái bên các bạn móc giùm mình một mũi dời và móc lên giùm mình 9 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Các bạn quay lại móc giùm mình 8 mũi đơn vào 8 chân len. Dời vào chân len kế bên. 8 chân len này, mỗi chân len một mũi đơn giùm mình. Các bạn quay lại móc lên một bính và móc giùm mình 8 mũi đơn vào 8 chân len. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và một mũi dời các bạn nối vào chân len cuối cùng này giùm mình. Sau đó các bạn làm thêm một cái phần chữ L tương tự như vậy nữa và dùng mũi dời chúng ta sẽ nối hai phần này lại với nhau.
cứ thực hiện mỗi giờ xung quanh hai cái viền chữ như thế này. Các bạn làm cho đến hết phần chữ giùm mình. Sau khi các bạn dùng mũi dời để nối hai phần lại như thế này, chúng ta sẽ có được chữ cái rất là hoàn chỉnh cho bé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.